Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây, mời quý vị cùng đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những thông tin nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Tin Mới. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc, thưa quý vị, mưa kỷ lục trong vòng 60 năm ở Trung Quốc, nhà cửa ô tô bị cuốn trôi, nhiều vùng ruộng lớn ở miền Nam Trung Quốc đã bị tàn phá nặng nề bởi những cơn mưa đầu hè cực đoan. Mưa to gây lũ lụt ở các thành phố và lở đất ở các vùng nông thôn. Theo hãng tin Reuters, các video chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, tại ít nhất là hai quận ở tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam Trung Quốc, mưa lớn đã biến đường phố thành sông, ô tô và những căn nhà một tầng bị cuốn trôi. Lượng mưa ở một số khu vực được ghi nhận là kỷ lục trong vòng hơn 60 năm qua. Ở khu tự trị Choang, Quảng Tây gần đó, một ngôi nhà gỗ đã bị đổ sập do mưa lớn, khiến 5 người tử vong. Địa phương này cũng ghi nhận nhiều vụ lở đất và sạt đường. Trước đó, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang, Quảng Tây cho đến đầu tuần tới. Cụ thể là mưa ở miền Nam Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm bớt trong 2 ngày tới. Theo cơ quan thời tiết của các địa phương, năm nay những cơn mưa giông đầu hè có cường độ lớn hơn và sẽ kéo dài hơn bình thường. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến được ghi nhận là cao nhất kể từ năm 1961. Wang Weiyu, chuyên gia tại trang tin thời tiết weather.com.cn thuộc Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, không khí lạnh và ấm cùng với hội tụ ở miền Nam Trung Quốc. Cả hai khối không khí bị tắc ở đây gây ra nhiễu loạn không khí và sinh mưa. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ có xu hướng nặng hơn do tác động của suy thoái rừng, san lấp các vùng đất ngập nước và việc xây dựng đập thủy điện, thủy lợi, biến đổi khí hậu cũng được cho là góp phần dẫn đến tình trạng này. Cũng trong thời điểm này, 2 năm về trước, lũ lớn ở Trịnh Châu, một thành phố 12 triệu dân ở miền Trung của Trung Quốc, làm hàng trăm người tử vong, một số người chết đuối trong đường tàu điện ngầm ngập nước. Tứ Xuyên trở thành một khu vực nhạy cảm khi mấy năm gần đây, những trận động đất có cường độ 2, 3, 4 độ Richter thường xuyên xảy ra. Nó đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay. Người dân Tứ Xuyên cho rằng động đất không phải do thảm họa tự nhiên thuần túy. Đảng Cộng sản Trung Quốc khai thác khí đá phiến Tứ Xuyên, bất chấp việc gây ra động đất, tính mạng và cái chết của người dân bị coi thường. Kính thưa quý vị, theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CNC, một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã xảy ra vào lúc 4 giờ 33 phút sáng ngày thứ Sáu. Tâm chấn nằm tại huyện Lỗ, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, cách mặt đất khoảng 10 km. Dư chấn của trận động đất lây lan đến Thành Đô, Trùng Khánh và những nơi khác. Tính đến 4 giờ 55 phút sáng cùng ngày, huyện Lữ một lần nữa ghi nhận dư chấn 2,8 độ Richter với độ sâu chấn tiêu khoảng 15 km. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tính đến 11 giờ trưa ngày thứ Sáu, có 3 người chết và gần 100 người bị thương. Tuy nhiên, người dân Tứ Xuyên cho rằng trận động đất là do khai thác, thu hồi đá ở địa phương gây ra. Động đất thường xuyên, thảm họa nhân tạo hay thiên tai. Tứ Xuyên là một trong những tỉnh phát triển mạnh về công nghệ khai thác khí đá phiến của Trung Quốc, chiếm 1/4 sản lượng khí đá phiến của cả nước này. Công nghệ này đòi hỏi các nhà khai thác thực hiện nhiều vụ nổ trong lòng đất để thu được dầu và khí đốt từ lớp đá phiến trong lòng đất. Đài Epoch Times trích dẫn thông tin từ người dân địa phương là ông Hà cho biết khu vực ông sống trước đây chưa từng có động đất. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, những trận động đất có cường độ 2, 3, 4 độ Richter luôn xảy ra. Nó đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay. Ông Hà cho rằng việc khai thác dầu đá phiến và khí đá phiến ở toàn bộ khu vực phía Nam đã gây ra động đất thường xuyên cho Tứ Xuyên. Ông nói ai cũng biết nhưng người dân bình thường không thể nói ra. Chuyên gia về địa chất Phạm Hiểu cũng thừa nhận rằng trận động đất mạnh 6 độ Richter này có liên quan đến việc khai thác khí đá phiến ở Lữ Xuyên về mặt thời gian và không gian. Nếu bạn đối mặt với vấn đề này một cách thẳng thắn và thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước ở các khu vực khai thác khí đá phiến, bạn sẽ có thể giảm những tổn thất này. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc khai thác khí đá phiến Tứ Xuyên bất chấp việc xảy ra động đất.
Theo hồ sơ của mạng lưới địa chấn Trung Quốc, kể từ năm 2018, hơn 50 trận động đất đã được phát hiện tại 4 thành phố Nội Giang, Tự Cống, Lư Châu, Nghi Tân ở miền Nam Tứ Xuyên. Những người ngoài cuộc tin rằng trận động đất ở Tứ Xuyên trong những năm gần đây phần lớn là do các tham vọng kinh tế, vô đạo đức và chủ nghĩa bá quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kể từ tháng 2 năm 2019, một số dân làng ở khu vực khai thác đá phiến Tứ Xuyên đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối các công ty khai thác dầu khí. Họ thậm chí còn bao vây chính quyền quận. Tuy nhiên, các doanh nghiệp khai thác lại là những doanh nghiệp trực thuộc Trung ương, hoạt động thăm dò và phát triển dầu đá phiến lại được coi là chiến lược quốc gia nằm trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên người dân và chính quyền địa phương cũng bất lực trong việc can thiệp. Đối với tiếng nói phản kháng của dân chúng, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ để ý đến. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin, trong vài năm qua, chỉ riêng PetroChina đã đầu tư 28 tỷ nhân dân tệ vào việc thăm dò và phát triển khí đá phiến ở lưu vực Tứ Xuyên. Vào 3 năm trước, chuyên gia về địa chất Phạm Hiểu đã đăng một bài phân tích về mối quan hệ giữa động đất ở lưu vực Tứ Xuyên với việc khai thác khí đá phiến trên WeChat. Tuy nhiên, bài báo này đã bị WeChat xóa ngay lập tức sau khi được đăng. Sự thật ẩn giấu về siêu động đất ở Đường Sơn. Nói đến thảm họa động đất do con người tạo ra, nhiều người sẽ nghĩ đến trận động đất 8 độ Richter xảy ra vào ngày 28 tháng 7 năm 1976 ở Đường Sơn, được coi là một trong những thảm họa thiên tai tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại thế giới. Điều đáng lên án là trận động đất này là hoàn toàn có thể tránh được. Từ cuối năm 1975 cho đến trước ngày xảy ra trận động đất 27 tháng 7 năm 1976, các trạm địa chấn ở Đường Sơn đã liên tục đưa ra cảnh báo bằng hình thức như là văn bản, áp phích, điện tín tới cơ quan quản lý động đất quốc gia. Tuy nhiên, các nhà chức trách lại không hề truyền đạt những cảnh báo này đến người dân. Thông tin từ Wiki cũng cho biết, một ngày trước khi xảy ra trận động đất, mực nước giếng ở một làng ngoại vi Đường Sơn đã dâng lên và hạ xuống 3 lần. Và hậu quả thảm khốc đã xảy ra chỉ trong vòng 10 giây. Dư chấn của nó đã cướp đi sinh mạng của 255.000 người. Cả thị trấn công nghiệp với một dân số hơn 1 triệu đã trở thành đống đổ nát trong chốc lát. Ngay sau thảm họa kinh hoàng này, chỉ riêng các quan chức phụ trách công tác động đất ở quận Thanh Long, Hà Bắc là gửi cảnh báo trước cho người dân. Dân số 470.000 người trong quận được bảo toàn và không ai bị thương, được coi là một kỳ diệu trong bối cảnh 180.000 ngôi nhà của quận đã bị sập và hư hại. Điều này chứng minh rằng sự chuẩn bị và cảnh báo sớm thực sự có hiệu quả 100%. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ rút ra được bài học đã khiến cho lịch sử được lặp lại. Lũ lụt ở Trịnh Châu do xả lũ mà không báo trước, hay che giấu dịch bệnh COVID-19 đã gây ra thảm họa trên toàn cầu. Ngày nay, Tứ Xuyên trở thành một khu vực nhạy cảm khi thường xuyên xảy ra động đất do các hoạt động khai thác mạnh mẽ dầu đá phiến. Đảng Cộng sản Trung Quốc rõ ràng đang coi thường tính mạng của người dân. Kính thưa quý vị, hôm thứ Ba, một trận mưa bất ngờ xảy ra ở Quý Châu, Vân Nam, làm ngập đường phố và nhấn chìm nhiều phương tiện giao thông. Nước trên đường dồn xuống sông như thác. Đội cứu hộ lội nước rà soát và tìm kiếm những người bị kẹt trong những chiếc ô tô đang chìm. Tuy nhiên, chính xe cứu hộ cũng bị ngập. Hồ Nam mưa lớn, ô tô nổi dập dềnh trên sông giữa phố. Chiếc ô tô màu trắng vẫn đang nháy đèn nổi dập dềnh trên mặt nước này. Là cảnh tượng vào đêm ngày thứ hai tuần trước tại khu tự trị Hồ Nam, nhiều địa phương của tỉnh này đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, hồ chứa vượt quá mức cho phép mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Sau đó, lũ tràn vào thành phố và khu dân cư khiến đường biến thành sông, nhấn chìm nhà cửa, cuốn trôi xe cộ. Mưa đá ở Đại Khánh to bằng quả trứng xuyên thủng lỗ chỗ kính ô tô. Vào hôm thứ hai vừa qua, mưa đá đồng loạt xảy ra ở các Nhị Tân, Đại Khánh và những nơi khác của tỉnh Hắc Long Giang. Một đoạn video cho thấy trận mưa đá ở thành phố Đại Khánh to bằng quả trứng, nhiều phương tiện có kính chắn gió phía trước thủng lỗ chỗ, kính sau vỡ cả màng lớn. Trường Gia Khẩu hứng chịu bão cấp 10, cổ thụ cũng bật gốc. Và chiều cùng ngày, Trường Gia Khẩu Hà Bắc hứng chịu cơn bão cấp 10, mây đen mù mịt, gió bụi cuốn tung, trời mưa sụp xuống. Nhiều ngôi nhà bị hư hại, gió cuốn lốc mái tôn và hàng cây cổ thụ cả dãy bị gió quật bật gốc. Mưa lớn ở Thiểm Tây gây vỡ đê, 60.000 người bị ảnh hưởng. Gần đây, nhiều nơi ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc gặp phải đợt mưa lớn, trong đó có kênh Hán Tuệ ở huyện Miễn, thành phố Hán Trung bị vỡ 15 mét, dẫn đến thảm họa lũ lụt nghiêm trọng tại địa phương. Nhiều nơi bị lở núi, đường bị sạt lở, nhiều thị trấn bị mất điện, mất nước, thông tin bị gián đoạn.
trong đó có toàn bộ trấn Trường Cầu Hà bị mất điện. Thông tin bị gián đoạn, ít nhất 60.000 người đối mặt với khó khăn do mất điện nước. Người dân lợi dụng lũ thừa cơ xả thải xuống sông. Khi nước chảy thành sông cuốn đi nhà cửa, làng mạc, xe cộ, cây cối, đáng tiếc là người dân ở bên sông đã lợi dụng lúc lũ ném chất thải xây dựng xuống sông. Trong video hôm Chủ nhật vừa qua cho thấy, người dân bên sông ở miền Tây lợi dụng nước lũ đã ném từng bìa gỗ lớn vật phế thải xây dựng xuống sông. Cư dân mạng tên Cola 2007 kể câu chuyện một người phụ nữ ở hạ nguồn lội nước cao đến thắt lưng đang cố gắng kéo đứa trẻ qua đường thì bất ngờ bị một tấm ván gỗ lao tới, hất đứa trẻ khỏi tay rồi bị dòng nước cuốn trôi. Mây sét liên hồi trên bầu trời Cát Lâm. Vào lúc 7 giờ tối hôm thứ Hai tại Tùng Nguyên, Cát Lâm, nhiều cư dân mạng đã quay được video mây sét hiếm có, cảnh tượng giống như trận chiến của ánh sáng và bóng tối trên bầu trời, cảnh tượng rất kinh ngạc. Có lẽ đây là tia sét giữa các đám mây với nhau, không phải giữa các đám mây và mặt đất như thông thường. Loại sét này không gây ra tiếng nổ lớn nhưng tần số âm thanh khá cao. Sau những thiên tai dị tượng không dứt ở Trung Quốc, chúng ta cùng đến với một số trận bão lũ ở các nơi khác. Nước lũ cuốn trôi nhà như du thuyền ở Quảng Đông. Đây là video về cảnh nước lũ sau cơn bão ở phía Bắc Quảng Đông, Trung Quốc. Nhiều ngôi nhà và xe bị nước lũ cuốn trôi. Cơn bão nhiệt đới hôm vừa qua quét qua đây khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 20 người mất tích. Gió bão thổi bay người đi đường ở Bắc Kinh. Cảnh quay hôm thứ Ba vừa qua ở Bắc Kinh, Trung Quốc, cơn gió mạnh thổi bay những thùng chứa đầy rác trên phố, một cô gái đi giày trượt ba tanh, bị quật ngã xuống đất và thổi bay cô vào lề đường, sau đó phải bò sát xuống mặt đường sang tòa nhà bên kia để tránh gió. Người đàn ông đưa con trên chiếc xe đẩy cũng chịu số phận tương tự, gió hất văng cả xe lẫn người. May mắn đứa trẻ không bị thương. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!